Thanh Lăng, Chiêm Trạng, Thượng Hạ, Tây Đông, nghỉ hè vui không? Về đây và giải đố cùng chị Kính nào. Mùa hè năm nay là nóng hơn mùa đông năm ngoái các bạn nhỉ? Đừng lo, bây giờ giải đố cùng chị Kính là hết nóng liền à. Like video rồi vào việc luôn cho nó mát mẻ nào. Câu 1, đây là idol nào nhỉ? Tiểu Hí Pro Max rồi anh em nhỉ, xinh ứ chịu được luôn á. Công nhận ở đây là đông dân nhà Hero Team quá ta. Nhìn mỗi đôi mắt mà cũng nhận ra chị Sammy Đào á. Nhưng nhận là fan ruột thì phải tìm ra rồi, chứ fan hùa thì làm sao mà biết được. Là trời, lại là hội nhà fan Hero Team nhận ra anh Phong Cận nữa rồi. Đội nhà này mạnh dữ đó nha. Ngàn like cho anh em đi nào. Câu 4, đây là trend nào nhỉ? Luộc đê, ai còn nhớ cái trend này không ý? Hot hòn hot một thời, không nhớ mới lạ nha. Bắp luộc đê, bắp luộc đê, bắp luộc đê, bắp luộc đê. Câu 5, ai còn nhớ trend này không? Sơi sơi, 26 Sơn La chào anh em nhé. Bạn ở đâu nhỉ? Chào anh em cái đi nào. 26 Sơn La chào anh em nhá. Câu 6, ai nhớ trên này thì comment lẹ nhá. Gái Nhật đó, Metan de Sarahe. U là trời, nghe thôi đã tưởng tượng ra cái trend luôn rồi. Gái Nhật đó, Metan de Sarahe. Gái Nhật đó, đây là trend nào? Có giòn không? Chưa chắc đã giòn đâu. Thế anh em thấy giòn chưa nhở? Chứ chị Kính đã thấy mùa hè này giòn lắm rồi đấy. Có giòn không? Không giòn. Không giòn. Giòn không? Giòn đã ăn nặng rồi. Câu 8, comment ngay tên trend này nào.
Ây dô, chị Kính không có biết, không có nhớ nha. Bạn nào biết thì comment chứ chị Kính là không có đáp án đâu đấy. Câu 9, thế còn ai nhớ cái câu nói trên này không? Xoay xoay, tóc đẹp không? Giữ nhá. Nói thế thôi mà cũng thành trend được, công nhận là sếp đỉnh dữ nha. Các idol đình đám còn bất chấp cả hình tượng để đu theo cơ mà. Tóc đẹp không? Giữ nhá. Giữ tóc rồi nhá. Không đổi nhá. Ai giơ tay nào? Ok, cảm ơn rất nhiều, chân thành cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại nhá. Câu 10, đây là chủ nhân của câu nói hot trend nào? Tuổi mà tôi chưa gặp trường hợp nào như thế này. Phải tôi là tôi đấm cho mấy phát. Chị nghĩ bạn nào mà chẳng thuộc nằm lòng cái câu nói này chứ nhỉ? Cơ mà có ai biết tên chủ thớt này không ta? Comment cho mọi người cùng biết với nào. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Mà tôi cũng phải phục cho cái anh công an rồi. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhà. Câu 11, nào nào, trên nào đây? Chảy nước miếng, không những thành câu nói hot trend mà còn được cả các pháp sư Việt Nam remix thành nhạc cực cháy luôn đấy chứ, đỉnh thực sự luôn. Câu 12, nhìn hình anh Hiếu bạn nhớ đến câu nói hot trend nào? Quan trọng đến thế sao? Đấy đấy, nói các câu mà thành trend luôn mới tài. Lại có cả nhạc nữa mới chất chứ. Các idol 10 điểm luôn nha. Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế à? Vẻ bề ngoài quan trọng như thế sao? À? Anh mở ra đi. Anh làm em đau rồi đấy. Đúng là như vậy đấy. Anh thử nghĩ đi. Nếu như em xấu xí, người anh có yêu em bên em được bây giờ không? Anh trả lời đi. Có xấu xí, anh vẫn sẽ mãi ở bên em. Câu 13, trên nào đây nhỉ? Hồng bé ơi, em không follow anh mà em lại đòi xin tin tư của anh. U là trời, nghe đến nỗi ám ảnh luôn á. Anh em nào được cái trên này rồi thì điểm dành cái nha. Anh nhà ở đâu? Hồng bé ơi, em không follow anh. Anh nhà ở đâu? Anh không cho đâu. Khóc rồi cười nhớ một người. Đừng khóc nha, anh đừng đi, anh cùng em. Câu 14, nhìn hình này là bạn nghĩ ngay đến trên nào nhỉ? Đây, không biết thì chị Kính Sâu cho biết nè. Lướt trên mặt nước ta như con sóng, như nào nữa anh nhở? Ai nhớ thì comment với chị đi. Ra làng lá thì ok, ra đập đá thì ok, cái nghe thằng chị mà hết biến thái thì lại. Lướt trên mặt nước tao như cơn sóng. Chân của tao có xéo khi này kỳ của tao đang phóng. Kể từ khi tao bắt đầu rap, không bài nào của tao không nóng. Câu 15, nhìn idol này là bạn nghĩ ngay đến câu nói hot trên nào? Tham lam, ngu dốt, còn cái nịt. Nào, đã comment đủ chưa? Thiếu một chữ là không tính đâu đấy nhá. Ai comment đúng thì like video điểm danh đi nào. Câu 16, đây là ai nhỉ? Ú, wow, thì ra là thánh chửi phạm thoại. Nhìn mặt đã thấy khó ở rồi, ha ha. Không ấy nhưng cứ thỉnh thoảng anh lại livestream chửi được không? Chứ anh em nhà chị Kính đây là nghiền anh lắm rồi luôn á. Quang Trung Nguyễn Huệ, Nguyễn Huệ với Nguyễn Trãi chắc có họ đấy, cùng họ. Còn Quang Trung thì không biết. Anh có dắt tổ ong không, đâu có bán tổ ong đâu em. Nguyễn Huệ với Quang Trung là cái gì đấy cả người ta. Hỏi Nguyễn Huệ với Quang Trung làm gì có họ với nhau. Bà
Bạn trả lời đúng được bao nhiêu câu, comment ngay một con số cho chị Kính biết nào. Video sau, bạn có muốn chị Kính làm về chủ đề gì thì cứ mạnh dạn mà comment đi, chị ý chiều tất nhá. Miễn là like video và đăng ký kênh cho chị Kính nè. Mãi yêu à.